theo biên bản ghi nhớ về bảo tồn và tôn tạo di sản văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2015. Phía Ấn Độ sẽ tài trợ cho việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp Mỹ Sơn với tổng kinh phí là khoảng 3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 60 tỷ đồng Việt Nam. Theo đó, đoàn chuyên gia Ấn Độ sẽ đến Mỹ Sơn khảo sát để chọn những khu tháp cổ có nguy cơ cao bị sụp đổ để thực hiện dự án trùng tu vào tháng 6 tới. Ấn Độ sẽ cung cấp chuyên gia kỹ thuật và hỗ trợ các trang thiết bị, vật liệu cần thiết phục vụ cho việc trùng tu tôn tạo các nhóm tháp tại Mỹ Sơn. Thực tế, trong quần thể khoảng 70 công trình đền tháp được người Pháp phát hiện trước đây, Mỹ Sơn có tới 20 công trình kiến trúc đền tháp không còn nguyên dạng. Tình trạng ngập lụt cục bộ trong mùa mưa, cộng thêm một số đền tháp ở Mỹ Sơn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Việc chính phủ Ấn Độ hỗ trợ để trùng tu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực trong việc giữ gìn, chống xuống cấp di sản văn hóa quý giá này.